Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu tiếp tục cho 2 triệu của chị Lâm Thị Liên ở Thị Sĩ hỗ trợ cho Phan Thị Ái Danh, thành phố Sóc Trăng, đến ngã 7 bán vé số và bán nước sâm vì thận ứng nước và sỏi thận hai bên. Đây là em Ái Danh và nó cũng khó khăn. Hôm nay em có bán sâm không Dân? Dạ, hôm nay chứ nhắc chịu mới bán rồi, nhắc sáng em bán vé số. Đang nói số hả? Dạ. Quý vị đó xem hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì hôm nay cũng được chị Lâm Thị Liên Thị Sĩ hỗ trợ 2 triệu. Dân ơi, đây là 2 triệu của chị Lâm Thị Liên ở Thị Sĩ hỗ trợ cho em ha. Dạ. Mua gạo với mua thuốc ha. Xin mời em. Dạ, em thật lòng cảm ơn chị Liên đã hỗ trợ cho em. Tiếp nối là nói của Dân thì Dương Hậu xin cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của chị Lâm Thị Liên Thị Sĩ đã hỗ trợ 2 triệu giúp cho em Dân có tiền chạy thận và mua gạo. Đây là việc làm công đức ngàn lượng, xin cảm ơn chị, chúc cho chị Liên sống lâu trăm tuổi, gia đình hạnh phúc và bình an, xin cảm ơn. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình này.